Tới video kế tiếp đó là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dòng bô tăng là mới xuất hiện trên thị trường, sẽ độ mình là khoảng cỡ 1 tuần lễ nay. Thì bữa nay mình rảnh mình mới review được. Thì cái dòng bô tăng này nói chung là tương đối là rẻ, không có mắc ha, là một lon nó chưa đến 1 triệu nhưng mà rất là đẹp, là dành cho những dòng xe độ mà trái lớn á, là đi vẫn ok ha. Đây là phía sau mình có hai lon màu này là màu mẫu, thì mình sẽ là review chi tiết hai cái lon này cho các bạn xem đó. Và phần cuối video mình sẽ là nói về giá cả đó và cách thức mà các bạn khi mua hàng nhận hàng. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay cái video lại, quay cái cam lại cho các bạn xem hai cái lon bô này ha. Đây là trước mình là hai lon là NLK, đây gọi là NLK á. Thì đặt vào mắt các bạn á, đó là cái đuôi bô, cái miệng rất là to đó. Đuôi bô rất là to ha. Thì về ngoại hình thì nó không khác biệt gì so với cái dòng bô Thái Lan đó. Nhưng mà mình không có bao cái này là hàng Thái Lan, cái này hàng là Đài Loan người ta gia công đó. Nhưng mà không phải ai chơi xe độ cũng là bỏ một số tiền lớn vài ba triệu để mua một sắm một cái lon bô lên xe mình, tại vì á, những anh em á, có thể người ta chơi bô, người ta đổi bô liên tục. Không ai mà mua một lon mà cứ đi hoài cũng nói chung cũng có, nhưng mà sẽ là một phần nào đó thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái lon màu đen trước. Thì cái món hàng nhảy cá là rất là đều cho các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn là không có thể nào mà hàng tay được như vậy ha. Mình có hỗ trợ của máy móc, cái dây cá nó rất là đều. Ở đây cũng vậy, phía trước là nó xi mạ màu xanh giả theo kiểu titanium. Lon này lon không nỉ nha các bạn, các bạn gắn vào là sẽ như để bát gì đó. Thì cái miệng bô á là các bạn nếu mà đi cổ 51 các bạn phải mua thêm cái đốc nha, tại vì cái đường kính của cái miệng lon này đó là nó 54, là nó bằng so với cái lon Levin Sijin á. Thì với phần cái tem đó là bốn góc đều bắn IV ha, bốn góc đều bắn IV, là trên tem nó để là made in Thái Lan đó, you only in race. Thì giá một lon này là 950.000 đó, 950.000. Lon này không phải lon là Việt Nam sản xuất nha các bạn, Việt Nam sản xuất là những cái chi tiết này nó không có đẹp như vậy đâu. Còn lon là lon màu đỏ đó, thì món hàng cũng như cái lon kia thôi và cũng là không nỉ, không không phải không nỉ như là nó không có nha, bên trong nó vẫn có một lớp dưới cái lớp mà lỗ 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 á, là nó còn một lớp nỉ mỏng nữa. Bởi vì các bạn khi cầm cái lon này các bạn thấy nó không có nhẹ nha các bạn, nó cũng rất là nặng nha các bạn đó. Thì full phụ kiện của lon này là bao gồm là bách treo đó, ốc và là xo treo bô. Là giá của một lon này là 950.000. Đó. Sử dụng cho tất cả các loại xe luôn, từ xe số đến tay ga, và nó thích hợp cho những dòng xe trái lớn, không phải là xe nhỏ, mình xe nhỏ hay xe zin là không đi được nha các bạn, vẫn đi được, vẫn đi được, vẫn đi được bình thường ha, nhưng âm thanh nó sẽ lớn. Thì nếu mà xe zin đi cái lon này thì nó có cái nhược điểm, nó sẽ mất hậu, nó sẽ mất hậu hơn so với mình đi bô zin, mất hậu rất nhiều hơn ha. Nhưng các bạn thích, các bạn đam mê thì các bạn có thể mua cái lon này các bạn lắp lên xe. Đây, cái phần IV cũng rất là đẹp nha các bạn.
Thì do bây giờ tối rồi, mình không có quay clip test cái âm thanh thì cái bồn này lon bồi được. Thì ngày mai mình sẽ gắn lên cái chiếc ẹt này nè. Chiếc này là 65 dinh viên. 65 dinh viên. Thì ngày mai mình sẽ lắp lên rồi các mình test cho các bạn nghe cái âm thanh đó ha. Này mình chỉ test ban ngày được thôi. Chiều tối mình không test được. Ngày mai mình sẽ quay cái clip mình test cái lon này cho các bạn xem ha. Khi lên một con ẹt 65 dinh viên là sẽ âm thanh nó như thế nào ha. Rồi, những hình thức cũ. Khi các bạn mua hàng thì các bạn có thể đến tận shop của mình. Đó là cái địa chỉ là 260/39 đường Bờ Hôm, phường 13, quận 6. Hoặc là các bạn nếu mà ở xa, các bạn không có thể mà đến shop được, các bạn có thể là chọn hình thức đó là mua hàng chuyển khoản. Đó. Thì các bạn chuyển khoản hoặc các bạn cọc. Đó, các bạn cọc. Tại vì mình đã bỏ ship COD là cũng khoảng cỡ gần 2 năm nay rồi, mình không còn ship COD nữa. Và chủ yếu mình sẽ đọc, mình đóng sỉ nhiều hơn. Thì bây giờ cũng hơi bừa bộn. Đây những cái thùng hàng mà chuẩn bị ngày mai đi cho khách rất là nhiều. Đây là cái chó Zibac 2 tầng vệ trên 50. Rồi, ok, thì cái video này là mình chỉ là quay cận cảnh đó, rồi từng từng chi tiết cho các bạn xem đó. Để các bạn có thể là lựa chọn cái dòng bồn mua cho mình đó. Thường thường trên Facebook là sẽ có những hình ảnh thôi, không ít có video cận cảnh đó. Các bạn xem trên YouTube thì mình sẽ quay cái video cận cảnh cho các bạn xem. Thì các bạn có thể đăng ký kênh mình, nhấn chuông để nhận được những cái video mới và những sản phẩm mới đó. Mình sẽ quay cận cảnh đó, từng chi tiết đó và chất lượng nó ra sao. Thì nói chung bên mình đó là hàng loại một, gọi là hàng khác, và hàng riêu mình bán đầy đủ hết, tùy nhu cầu và tùy túi tiền mỗi người, nhưng không phải hàng khác nào mình cũng bán đó. Ví dụ mình ví dụ thôi ha, như là cặp upside down đi đó, mình không bao giờ mình bán cái dòng đó. Đó, tại vì nó không có đảm bảo an toàn khi lưu thông cho các bạn đó. Nhiều khi các bạn tới shop các bạn hỏi mình cũng không có bán. Rồi, ok, mình xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Và nếu các bạn có xem tới cái thời điểm này á, thì các bạn qua shop mình, các bạn mua, các bạn có thể nói là em xem trên YouTube, thì mình sẽ giảm giá cho các bạn ha. Đó, thì mình luôn lúc nào cũng ưu tiên cho các bạn đăng ký và các bạn xem hết video của mình. Đó, mình lúc nào cũng sẽ có cái giảm giá cho các bạn, những bạn đó. Rồi, bye bye các bạn.